Chỗ anh em một cụm hồng trăm lỗ đầu hàng khủng, hai người khiêu nhau anh em, một bờ liền cốt nha. Đây cốt dưới này nó liền lại hết này, cho anh thì nó làm như cái cụm rừng nha, rồi anh em làm rừng cho nha. Đó, giờ nó nằm vô một chỗ rồi, có quay gì được, để quay mặt trước tí nó quay lại mặt sau nha. Đấy, đây nha anh em, mặt cắt đây, cắt dòng này nó hơi khô, gỗ nó khô không phải là thân nó khô nha, một số anh em nhận cây cho nó khô. Loại này dễ sống á. Mặt bên đây nha anh em, liền hết này. Cột được bờ này nha. Em về anh em quất cái cọng rừng rồi nha anh em. Khủng không anh em. Đây bờ kéo tay này là 1,5 m nha. Đâu, tiếp tục. Bao nhiêu nữa? Này bờ là 22 m, 2,1 m nha anh em. Cái hoành bờ nó 2,1 m. Điểm dưới đó chiều keo lên đó. Bờ chiều keo của nó là 1 m luôn á. Chiều keo 1 m. Bờ ngang, ngang tàn đây tầm chắc cỡ 1,2 m. Ngang tàn 1,5 m luôn nha mấy anh em. Thẳng thước 1,5 m, chiều keo 1 m. Bờ 2,1 m. Thân đây, thân cỡ cầm, thân cỡ muốn tay cầm tay nha, đã hoành luôn. Thân cỡ này là 12 MB hết nha mấy anh em.